Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt ở quán Suwon Wang Rugby, tạm dịch ra là quán thịt nướng Hàn Quốc Suwon. Ok, hay còn gọi là Suwon King BBQ đó các bạn. Đây là căn phòng của chúng ta ngồi ăn đây. À, các bạn thấy đi ăn ở đây, ngoài cái việc là các bạn có thể ngồi ngoài trời ở dưới thì họ cũng có những cái phòng này được gọi là phòng VIP đó các bạn. À, không gian các bạn thấy nhìn sao rất là đẹp ha, yên tĩnh nè, ấm cúng, ngồi trong này ngồi ăn uống nói chuyện thoải mái, gia đình khoảng 10 người ngồi trong những cái bàn như vậy rất ok. Ở đây thì mình ăn mình có thể nướng tại bàn được nha các bạn. Đây, nó có những khu vực để mình nướng tại bàn được, có ống để hút khói luôn nè, hệ thống chạy dọc dài. À, rất là ok, thì tùy thuộc thôi, còn mình thì mình nhờ họ nướng giùm nha các bạn, tại vì nướng ở trong phòng nhiều khi khói mình ăn nó bị ám mùi, thì mình xin nhờ nhân viên họ nướng sẵn ở dưới, sau đó họ sẽ đem lên. Wow, đây là những nhân vật chỉ có biết ngồi ăn thôi các bạn, không biết làm gì hết. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, phòng có thể mở rộng cho các bạn. Đúng rồi, chắc really? Cái chắc này có thể nấu nha. Thôi kệ nó đi. Xếp lại. Thì đến với cái quán Suwon King BBQ rồi đó các bạn. Thì ngoài cái việc là chúng ta được thưởng thức những cái ẩm thực của Hàn Quốc, đặc biệt là thịt nướng theo phong cách của Hàn Quốc, thì các bạn thấy là còn rất là nhiều những cái đồ ăn khác nữa rất là ngon. Thì một trong những cái điểm có thể nói là văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc luôn các bạn, đó là trước khi ăn thì trong những cái nhà hàng của Hàn Quốc thì họ sẽ có những cái món như này rất là nhiều. Cái này thường người ta gọi là gì em? Băng chan. Ban chan Việt Nam có thể dịch ra là topping đó các bạn, không ta? Dạ không phải, kim chi cắt lại không, gọi là món ăn tráng ăn hàng trước khi ăn món starter. Món starter. Ok. Đây. Dịch không biết đúng không? À, món khai vị. Đây các bạn thấy là những cái món rau họ muối theo phong cách của Hàn Quốc này các bạn. Một trong những cái điều mà chúng ta thấy khá là quen thuộc với ẩm thực của Hàn Quốc đó chính là ớt. Cái món nào cũng ớt hết các bạn. Nhưng mà ớt của họ thì nó không có cay nha các bạn. Một cái điểm là mình ăn rất là nhiều lần là mình thấy là ớt nó không có cay. Chủ yếu là nó có thêm cái gia vị và nó làm cho cái màu sắc món ăn nó trở nên nó đẹp hơn thôi. Nhưng mà nó sẽ không cay. Thì đây là những cái món mà chúng ta sẽ được ăn kèm trước khi những cái món chính lên, các bạn thấy không, rất là nhiều. Nhưng mà mọi người lưu ý nha, là mình ăn ít ít thôi, chứ các bạn ăn cái này mà nhiều quá nhiều khi là nó sẽ bị no, nó tới món chính là chúng ta ăn nó sẽ không còn ngon nữa. Bây giờ các bạn chờ một chút, một số cái món chính lên mình sẽ quay review cho các bạn tiếp nha. Xin giới thiệu cho các bạn món đầu tiên, đây là cái món súp đậu tương. Món này là mình được tặng kèm nha các bạn, nếu như các bạn kêu nhiều phần thịt nướng thì họ sẽ tặng kèm chúng ta, đặt theo lựa chọn. Thì đây là cái món mình lựa chọn. Mọi người thấy cái màu của cái súp đậu tương rất là ngon nha các bạn. Đây là một trong những cái món súp mà mình cực kỳ thích luôn các bạn. Khi mình ăn những cái món ăn của Hàn Quốc, đầu tiên là súp đậu tương, cái món thứ hai mình yêu thích đó là súp kim chi. Và bây giờ xin giới thiệu với các bạn món tiếp theo. Đây là những món mà kinh điển. Đây là món cơm trộn, không em? Đúng rồi, cơm trộn. Đây mình có cái phần cơm trộn nhìn khá là hấp dẫn như vậy, có một cái chén canh kèm theo. Bây giờ mình con chọn cái phần cơm lên đó, cho mọi người coi. Rồi con cứ tự nhiên con chọn đó, các bạn thấy có cái phần trứng nó nằm ở giữa như vậy. Rồi thì mình ăn cái món này các bạn, chúng ta cần phải trộn đều lên nha các bạn đó. Mình trộn càng đều lên nó thì ăn nó sẽ càng ngon. Thì cái món này thì khá đơn giản thôi các bạn. Phần lớn thì chủ yếu là cơm trắng nó nằm ở dưới, nó được làm nóng lên, rồi kèm theo là những cái rau như là giá, cà rốt, cải, nấm, rồi một ít thịt, rồi rong biển, trứng, vân vân. Nó khá là nhiều những cái rau đi kèm. Thì nó làm cho cái món cơm trộn đó, ăn nó rất là thơm và nói sao ta, nó không có bị ngán, đúng mình. Con có thể chia sẻ là vì sao con thích cái món cơm trộn này được không? Chắc là nó rất là ngon và vừa miệng nữa. Ở chừng em có ăn không?
và wow. Có cái này là con mới xịt vô rồi, tương ớt hả? Yeah, nhớ Hàn Quốc mà không cay lắm thôi. Thì mình xịt thêm một ít tương ớt nữa, mình trộn vào cho cái màu cơm nó đẹp hơn đó. Và ăn thì nó cũng thơm hơn rất là nhiều. Đây là món mà mình nghĩ là các bạn nên kêu ha, khi mà chúng ta tới đây chúng ta ăn. Wow, hấp dẫn quá. Khói bay khói bay tôi nói ngút ngàn luôn, chạy hết nước miếng rồi. Thank you. Giới thiệu với các bạn món tiếp theo. Đây là phần thịt nướng combo, mình kêu rất là nhiều các loại thịt khác nhau. Thì đầu tiên là họ nướng sẵn đây, cái phần này là phần ba rọi, tức là phần nạc cổ. Thì mình ăn thịt nướng các bạn kêu những cái phần này thì nó dễ ăn hơn, bởi vì sao? Những cái phần này nó mềm, khi nướng lên chúng ta cuộn lại chúng ta chấm thì nó mềm, nó dễ ăn. Cho nên mà mình không biết mình kêu những cái phần dai thì nó không ngon. Đây, quay cho các bạn coi, hấp dẫn quá. Rồi, để ăn thịt nướng này thì mình ăn như thế nào? Bây giờ sẽ demo cho các bạn coi. Đầu tiên là mình lấy một miếng rau sống, một miếng lá diếp, chúng ta đặt lên. Sau đó các bạn bỏ một miếng thịt hoặc là hai miếng tùy theo cái khẩu phần của các bạn. Đấy, chúng ta có thể bỏ thêm một chút giá hoặc là kim chi. Rồi này là cái phần tương, tương này các bạn có thể bỏ vào bên trong hoặc là các bạn cuộn lại là các bạn chấm bên ngoài cũng được tùy. Đó. Rồi. Rồi sau đó chúng ta cuộn lại. Cái văn hóa của Hàn Quốc đó các bạn là họ ăn một lần là một cái miếng nó khá là to. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ mời chuyên gia mất băng quay và review cho các bạn. Đây, mời bạn. Wow. Thì chúng ta bỏ một miếng như vậy vô là ăn nó mới có cảm giác các bạn. Nó nói chung là ăn cái kiểu văn hóa ẩm thực là chúng ta phải ăn cái miếng nó bự như vậy các bạn đó. Chứ nếu mà mình ăn nhỏ nhỏ thì nó không giống lắm đó. Sau khi bỏ vào thì chúng ta nhai từ từ đó. Chuyên gia mất băng đang nhai và không kịp nói nha các bạn. Đây là phần thịt nướng. Đây, một món tiếp theo cũng gọi là món quốc dân của Hàn Quốc nha các bạn. Đó là món trứng hấp. Các bạn thấy không? Trứng hấp nó bung lên, nó phồng lên như vậy, rất là đẹp. Xin mời chuyên gia mất băng review cảm giác khi ăn trứng hấp như thế nào. Rồi, con có thể lấy một miếng. Trứng ra còn nóng hổi nha các bạn. Hổi nhẹ nhàng. Hương vị như thế nào nhỉ? Mềm và rất là ngon. Mềm, rất là ngon. Con có cảm nhận được cái mùi thơm của trứng hay như thế nào không? Mùi trứng thơm. Đây là món mà mất băng này thích nhất ở cái quán này nha các bạn. Nó là món trứng hấp. Giới thiệu thêm cho các bạn, đây là món miếng xào bò, không em? Dạ, đúng rồi, miếng xào bò. Đây là món mình cũng được tặng kèm nha các bạn. Nói chung cái này là tại vì đi ăn nhiều quen nó được tặng thôi. Chứ bình thường thì cái món này cũng khá là ngon, các bạn có thể kêu nha. Người lớn con nít gì ăn nó cũng rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Miếng xào nhìn rất là ráo, khô và rất là thơm. Nó có những cái mè nó rắc lên. Còn đây là một món tiếp theo. Món này cũng rất là ngon nha các bạn. Bên cạnh cơm trộn nè, miếng xào nè. Thì cái món này gọi là món gì em hả? Dạ, mì trộn cây. Mì trộn cây của Hàn Quốc. Mì lạnh trộn cây. Đây là một trong những món có thể nói là rất là đặc trưng của người Hàn Quốc luôn các bạn. Thì các bạn thấy là cái sợi mì lạnh nó được trộn đều lên, có ớt và có gia vị. Kèm theo đó là chúng ta có dưa leo, củ cải trắng, rồi có một cái phần trứng ở trên nữa, rất là ngon. Đặc biệt đó là ăn cái mì trộn cây này thì chúng ta có cái phần nước súp, nước dùng đó, là nó có đá nha các bạn đó. Như vậy các bạn thấy là mình không rành lắm, nhưng mà mình thấy là họ kết hợp giữa một cái là ớt
mà nóng thì ăn kèm nó là một cái nước dùng nó có lạnh nữa, nó tạo một cái sự trung hòa rất là ok. À, các bạn thấy sau khi mình order thì cái bàn ăn của mình đây các bạn đó, thì các bạn thấy là con nít cũng rất là dễ ăn nè, con ăn món Hàn Quốc con thấy ngon không đó, các bạn thấy không, thịt nướng ăn cũng được nha, cơm trộn ăn cũng được nha đó, món gì bạn này ăn cũng được hết đó. Tại vì các bạn thấy là tuy là đồ ăn của Hàn Quốc nhưng mà nó không có hề cay nha các bạn đó, nên là con nít cũng có rất là dễ ăn luôn. Thì đây là những cái món mà mình thường hay kêu và thường hay ăn trong quá trình mình đi ăn ở đây. Thì các bạn cũng có thể gọi những cái món giống như Hoàng gọi, hoặc là các bạn có thể order những món khác nha. Trong menu thì nó rất là nhiều. Đó. Thì đó là những cái gì mình muốn trải nghiệm cho các bạn. Đó, ngồi ăn cuối tuần trong cái phòng kính như vậy, có máy lạnh rất là mát mẻ, rất là ok. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hy vọng là các bạn cũng sẽ cùng với gia đình, bạn bè, người thân chúng ta có được những cái buổi ăn và những cái trải nghiệm rất là tốt khi chúng ta đến với những cái ẩm thực của Hàn Quốc, đặc biệt là văn hóa về thịt nướng, những cái món mà mình nghĩ là rất là ngon. Thì những ai yêu thích đất nước Hàn Quốc, nếu mà trong cái thời điểm dịch này mình không có cơ hội để mình đi, mình thưởng thức, thì những cái quán Hàn Quốc trong khu của Phú Mỹ Hưng này đó các bạn, thì nó cũng giúp cho chúng ta đỡ nhớ hơn cái đất nước mà các bạn yêu thích. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được cho mình những cái không gian, những cái món ăn và những cái buổi ăn thật là ngon cùng với bạn bè và gia đình. Bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Nhớ đăng ký kênh, like và comment nha. Xin chào.